cái thống, bên ngoài là cái tùng, trong là cái thống. Mà sao thông lại cho nó trồng nó xứng nóng thì được nha. À, được rồi, Huệ nó sử thông đôi núi mà trồng lại cho nó. Trước là phải như là xứng lạnh, xứng lạnh thì có pháp bên quanh lòng xứng lạnh. Bây giờ em chấm trồng lại thông là mọc rồi, mọc rồi. Cây bơ nuôi nó lại bơi trồng lại trà sầu riêng. Trước là dùng Lâm Đồng rồi. Hai, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, Lâm cùng với gia đình ở tại Thừa Thiên Huế. Hiện tại thời tiết vào lúc là mùa nắng nóng nhất của Huế. Thời tiết bên ngoài có thể khả năng lên tới 37-38 độ. Mà trong khi đó nhiệt độ mà nóng nhất mà mình đã từng trải qua tại miền Tây của mình thì khoảng 33-34 độ thôi. Nên hiện tại rất là nắng. Mình cũng rất may mắn khi mà đi cùng với anh taxi á, ảnh cho mình mượn được cái dù để che. Hiện tại bây giờ Lâm và gia đình đang đứng ở trước lăng Minh Mạng, vua Minh Mạng. Thì một chút xíu nó sẽ đi vô trong lăng của vua Minh Mạng. Thì theo rất là nhiều lời đồn và rất là nhiều người kể thì ông vua này rất là nhiều vợ và rất là nhiều con. Dọc đường thì cũng tích góp được rất là nhiều cái câu chuyện xoay quanh những cái ở Huế này. Nhưng mà Lâm sẽ nhớ ở đâu Lâm kể đó. Rồi mong là các bạn sẽ theo dõi kênh để nghe được nghe Lâm kể thêm, nghe chia sẻ thêm nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi đừng lấy cho mặt. Mình đi điểm nào chưa? Chắc là chưa hả? Chưa. Dạ. Dạ rồi thì bây giờ thì xin chào cả nhà của chúng ta. Thì bây giờ thì cả nhà của chúng ta đang tham quan ở Huế. Thì là khi chúng ta tham quan ở Huế, chúng ta sẽ tham quan các di tích của Triều Nguyễn. Triều Nguyễn là triều đài cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam và trải qua một thời gian là 143 năm, bắt đầu từ năm 1802 và kết thúc vào năm 1945 và truyền được 13 vị vua. Nhưng mà vì những lý do này là bởi vì là nhà vua là chưa bao giờ lên đây cả, bởi vì là nhà vua là mất trong thời gian xây dựng lăng, cho nên là nhà vua chưa bao giờ lên đây cả.
và sau khi nhà vua mất đây là thờ vua ba hoàng hậu, đó là ba tả thiên nhân hoàng hậu như thế này. Còn cái các bộ trí đi gồm có ba phần chính, khu vực thứ nhất là áo thơ, thủy thơ để bày biện hoa quả, và cái phần thứ ba có tên là sập thơ để bày biện thức ăn, và khu vực thứ tư phía trong cùng có tên là khảm thơ, đó là nơi thờ bài vị của vua và vợ của vua. Đây hiểu phải bắt phải một số cái hiểu ngày xưa chúng ta làm này. Sẽ là người thay mặt cha để bị tắm bia thành đất thần công này như thế này. Đây là do người con của vua Vương Minh Mạng viết đó là vua Thiệu Trì để coi người công lao của cha mình. Được phát đây cái tảng này gọi là đá phong được đưa từ Thanh Hóa vào. Và đây cái tắm bia này là khoảng gần 10 tấn nhưng mà chưa lớn nhất. Tắm bia tại cái làng vua từ rất là nắng như khoảng 20 tấn rưỡi. Con tắm bia tắm như thế này không? Cho nên bây giờ đi lên nhà được rất là cái gì vừa không? Nhưng mà bây giờ cũng đã lăng tẩm chính và mỗi lăng có một vẻ đẹp riêng và thể hiện tính cách tầng vị vua như thế này. Bây giờ vào bên trong cửa thứ hai bên kia là gọi là cửa hiện đức môn đã được phục tu lại các ở đây rồi. Đặc biệt mình không có lại cái lối này nữa, cho nên mình bị đặc biệt thì không phải. Ôi gì là con phải đi theo nha. Đáp lên. Sử dụng cụ cái đóng lương thực ngày xưa thì sau ngày xưa thì cả con là người ta làm theo làm qua người ta ăn lương, sau đó đây là một đây giờ dùng bò nó sống sống như thế nào giống như sổ số buổi chiều thôi. Trời có bánh cam chụp là đúng luôn. Ha, có bánh đứng chụp đó là đúng chuẩn. Rồi trong kỳ hai qua cái bộ hồ đậu là cầu thông minh chính trực bên kia và lên cả cái bậc cấp đó, đúng rồi bậc cấp kia, lên cả cái bậc cấp đó thì đó là khu vực đến ngọn đồi tự nhiên hoàn toàn. Ngọn đồi đây được đánh giá khoảng tầm 300 mét, đó là nơi yên nghỉ vận hành của vua Minh Mạng. Khung cảnh là ảm đạm.
chụp hình các mẹ ơi. Đứng thẳng thẳng rồi. Rồi xong. Xong. Đi đi. Chúng ta đang đi lên lăn vua Khải Định. Trời quan gì mà lùng sủng. Hồi xưa mà. Hồi xưa làm gì lùng vậy? Nghĩ lại vậy. Lùng mọc. Sao? Thật với người bên ngoài luôn đó. Tức là tượng sao người y vậy đó. Mấy người mà chậu ngoài mà. Lùng á. Lùng sủng á. Hồi đó Nhật Bổn nó còn nhờ lùng mình á. Mà sau này nó cao hơn mình này. Trời đẹp chưa không? Nè bắt đầu một pháp đứng ở đây nè bắt đầu bay bảnh. Nhức nách vậy. Sữa Pháp. Nè, giống như là cái đó, hiểu.